Hai em chào cả nhà nha. Thì hiện tại team em đang có một cái máy ly tâm Hàn Quốc muốn thanh lý nè. Hết nhận thanh lý nè. Đây là tem của máy được sản xuất ở Hàn Quốc. Máy vẫn còn rất mới nha. Để em bỏ nắp cho mọi người coi bên trong nha. Vẫn còn tất cả vẫn còn rất mới luôn, rất là đẹp luôn. Tốc độ quay tối đa của máy là 4.000 vòng. Này, lát rèn 416. Mọi người đang có nhu cầu tìm máy ly tâm liên hệ em nha.